ok đấy. Máy xây dựng cơ khí xanh hôm nay giới thiệu cho khách hàng một cái dòng sản phẩm của thương hiệu Hukan. Mẫu này giá rất là ưu đãi, đặc biệt nó kèm cho mình là 5 mũi nha mọi người nhá. Mũi khoan bê tông 8 này. Đấy, mũi khoan bê tông 10 này, mũi khoan bê tông 12 này, mũi đục ngọn này. Đấy, mũi đục dẹp này. Cái mẫu này ấy nó là trong cái phân khúc tầm trung thôi. Giá rẻ. Đấy, chất lượng thì ổn định và phụ kiện thì đầy đủ. Sử dụng trong cái nhu cầu là bình thường. Còn nếu như những khách hàng mà làm yêu cầu những cái máy chất lượng cao, cái độ bền bỉ cao hơn thì có thể tham khảo những cái mẫu mà tầm từ 1.450.000 cho đến 1.500.000 trở lên, hoặc là 1.700.000, 1.800.000 nhé mọi người nhá. Mẫu này thì rất là vừa tiền luôn. Hãng Hukan thì những khách hàng nào đã dùng những cái sản phẩm Hukan ấy thì có thể tham khảo thêm. Đây, trọng lượng phun thùng của nó sẽ rơi vào tầm khoảng 7,6 kg nhá mọi người. Thông số của máy đây. Model là HK-RHK3603. Điện áp là 220, tần số 50-60 Hz. Công suất trung bình là 1200W. Đấy. Tốc độ là 880 vòng trên một phút. Lực búa, có nghĩa là cái số lần búa đập ấy là 4500. Cái này tốc độ vòng quay, còn tốc độ búa đập khác nha mọi người nhá. Rồi là lực đập 5.5 J. Trọng lượng là 5 kg, có nghĩa là trọng lượng của thân máy. Đây là hàng nhập khẩu chính ngạch luôn nhá mọi người nhá. Nhập khẩu chính ngạch luôn. Rồi mở hộp ra cho mọi người xem là bao gồm những gì này. Bên Hukan thì có về những cái dòng khoan bê tông, khoan đục gửi cho bên mình để bên mình review giới thiệu cho khách hàng. Đó, tùy vào nhu khóc hoặc tùy vào nhu cầu khách hàng, cũng như là những khách hàng đã quen với sử dụng những cái hàng Hukan rồi, đã có niềm tin về sản phẩm của Hukan rồi thì có thể mua thêm. Đây là một cặp chổi than này của Hukan này, khóa mở để mình chêm mỡ này, phiếu bảo hành và sách hướng dẫn ở bên trong này. Đây là các mũi như mà mình đã giới thiệu cho mọi người nhá. 3 mũi khoan bê tông 8, 10 và 12 nhá. Đầy đủ luôn. 3 mũi mình sẽ bỏ đây. Một cho mình một nọ mỡ cha này, hơi ít thôi. Hơi ít, đánh nhá, đầy đầy chút. Đi hơn, nhưng mà giá chỉ có bằng này thì như thế cũng khá là ok rồi. Tiếp theo đây là 2 mũi đục ngọn dẹp đây nhá mọi người. Đấy, nguyên cái bộ mũi này mua lẻ lẻ ngoài thị trường đã mất gần 100.000 rồi. Mỡ mất tầm khoảng 50.000 rồi. Đây là thân máy này. Đấy. Khá là nhỏ gọn nhẹ nhàng. Đây mình cho mọi người xem này. Trọng lượng của máy mà không có dây nguồn thì nó sẽ chỉ vào rơi vào tầm khoảng 4,9 kg gần 5 kg nhá. Dây nguồn của Hukan ấy, lúc nào Hukan cũng thế, làm dây nguồn rất dài. Đấy. Dòng sản phẩm Lao mình cũng thấy là làm dây nguồn cực kỳ dài luôn. Có cả đai Hukan này. Thân máy này. Logo của Hukan người ta khắc CNC luôn. Đây là cái chế độ để búa, là chế độ để đục. Mình xoay. Đấy, ngược lại là hình cái mũi khoan và hình cái búa là chế độ để khoan và đục. Đấy, tay cầm phụ này, mình nới ra một chút. Mình sẽ xoay ở các hướng khác nhau mình làm việc. Đó, làm theo hướng nào thì mình sẽ siết lại thôi. Trên bên trên này là cái nắp tra mỡ nhá. Nắp tra mỡ mình có thể mở ra mình thi thoảng mình kiểm tra. Cái này ấy là chế độ khoan, mọi người lưu ý nhá. Những cái dòng máy khoan đục mà nó có cái núm chỉnh này, hiện tại thì có một số hãng như là hãng Makute này, Hyundai này, tiếp theo đây là Hukan này, nó sẽ có cái chức năng đó là khoan động lực ở đây mọi người này. Cái hình như mũi khoan không ấy, là mình gạt sang bên này là nó chỉ có chế độ quay thôi, nó không có lực búa. Mình xoay sang bên này là sẽ chuyển sang chế độ búa nhá, có nghĩa là hình cái khoan mình cái búa. Đó, đấy mọi người nhá. Tay cầm này, cái này nó nào cũng hay, đó là cái công tắc này. Người ta thiết kế công tắc càng dài ra thì cái bảng tay của mình tiếp cận vào thì nó càng là nhiều và lực mình bấm thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Bên dưới đây thì đế này vẫn là đế nhựa, hai vị trí than ở đây, hai vị trí than ở đây. Đây là tem thông số của máy, giống như ngoài mình đã giới thiệu rồi nhá mọi người. Nó cũng giống như bên ngoài thôi. Thiết kế cũng rất là sắc nét. Giá quá rẻ rồi, chưa đến 1,3 triệu thì nó quá rẻ. Khoan đục thuộc vào gọi là siêu rẻ rồi đấy. Đây, mọi người xem. À, con này nó cũng bình thường thôi, không có gì đặc biệt đâu mọi người ạ. Nó mình nghe tiếng này. Mọi người quan sát vào đây nghe thử tiếng của máy động cơ nhá.
chung là đây là phân khúc giá rẻ mà đầy đủ phụ kiện thì mình không thể đòi hỏi được nhiều, được không thể bằng những cái máy mà 1,5 triệu cho đến 1,45 triệu mà nó chỉ có máy không được. Tiếng máy nó khác hoàn toàn luôn. Thì riêng máy khoan đục này bên mình giới thiệu rất là nhiều dòng rồi, nhưng mà chỉ được cái là giá tiền là hợp lý cho bác thợ, mình làm ít vừa phải. Mũi thì đầy đủ luôn, thì quá là ok luôn. Nắp thử cho mọi người cái mũi nhọn vào cho mọi người xem này. À đây, cũng có một cái vấn đề đó là khi sử dụng đúng không, nhiều khách hàng lắp mũi không được, lắp mũi hay kẹt mũi. Thì cái riêng cái dòng khoan đục có một cái lưu ý là để mà lắp hay là lấy mũi ra ấy, là hai cái phần này này nó phải tách nhau ra mọi người nhá. Hai phần này phải tách nhau rồi tách ra nhau ra mới được nhá. Hai phần này phải tách ra này thì bắt đầu mình phải xoay mũi vào được nhá mọi người. Đó. Chứ nếu mà để không như vậy là mình xoay không, mình không cho vào đâu. Đó, không cho vào, nó không giống như khoan bê tông đâu mọi người ạ. Phải tách ra thì cái bi nó mới nọt xuống được. Rồi, mọi người xem. Đây là chế độ búa, là chế độ khoan bê tông. Chuyển chế độ khoan thì mình phải quay sang bên này nhá. Đấy, khoan động được này. Có nghĩa là nó không có búa. Để trong mình khoan gỗ, khoan sắt, bắt vít các thứ. Chuyển sang bên này là để búa này. À, có một lưu ý nữa, đó là trong lúc mà nó chạy như vậy thì mình không nên chuyển chế độ nhá. Khi nào máy dừng lại hẳn thì mình mới chuyển nhá. Test thử cho mọi người xem nhá. À, khá ok đấy. Mọi người, con này khá là ok đấy. Cái lúc mà mới ấy thì mọi người lưu ý những cái máy mới đầu tiên ấy, tiếng của nó nghe vẫn có cái độ gì đó là hơi xào xào. Khi mà mình dùng tầm khoảng vài tiếng thì cái tiếng máy nó lại khác, và cái lực búa nó sẽ có cái sự hoạt động trơn tru hơn, nó sẽ có độ mạnh mẽ hơn. Nói chung với mức giá tiền mà chưa đến 1,3 triệu bao ship, lại còn đủ cho mình 5 mũi hộp nhựa, lại bảo hành chính hãng, dây nguồn dài nữa, thì cũng rất đáng để lựa chọn trong cái phân khúc giá tiền như vậy thôi. Đó, không thể nào, nói chung là giá tiền như thế này thì không thể ấy được rồi, không thể chê được nữa rồi, quá là ưu đãi rồi. Để liên hệ đặt hàng cái máy của khoan đục Hukan, liên hệ ngay số điện thoại trên màn hình, bên mình sẽ giao về tận nhà. Nhận hàng tại nhà sẽ được cắm điện đấy, kiểm tra thử rồi mới thanh toán cho người giao hàng, rất là an tâm nhé mọi người nhá.